Theo kế hoạch, sáng nay 27 tháng 12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và một số đơn vị liên quan, trong đó có Học viện Quân y. Trong vụ án này, bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, được xác định giữ vai trò thứ hai sau bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Y tế, Kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ. Theo hồ sơ vụ án, trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân y có công văn gửi Bộ Khoa học Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kit test COVID-19. Từ tháng 1 năm 2020, Trịnh Thanh Hùng thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự thuộc Học viện Quân y, đưa Công ty Việt Á tham gia đề tài với vai trò cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 kit test thử nghiệm, sau đó để Việt Á được cấp phép và sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit test COVID-19.